Thực sự là khăn hạ sốt của Dr. Papi này rất là nhạy. Mình chỉ cần chườm cho bé 10 phút thôi là bé đã hạ sốt rồi. Người của bé không còn nóng ran nhiều nữa. Chườm khăn Dr. Papi ở những cái vị trí như là nách, cổ, bẹn, gan bàn tay, gan bàn chân liên tục khoảng 20 phút là bé đã hạ sốt được tầm khoảng 0,5 độ C rồi. Dưới góc độ dược sĩ, tôi đánh giá cao phương pháp lau chườm bằng khăn Dr. Papi. Trường hợp bé sốt dưới 38,5 độ C thì mẹ chỉ cần dùng khăn chườm Dr. Papi là bé đã hạ sốt hiệu quả rồi. Trường hợp bé sốt cao trên 38,5 độ C thì mẹ kết hợp dùng thuốc và khăn chườm Dr. Papi thì con hạ sốt nhanh hơn. Với cả thuốc thì cũng phải sau 30 phút thì mới có tác dụng hạ nhiệt. Và mẹ nên là dùng khăn chườm mát để hạ nhiệt cho con ngay. Sau khi mà mình sử dụng khăn hạ sốt của Dr. Papi thì mình quyết định là luôn dự trữ ở trong tủ thuốc của nhà mình. Vì chườm bằng khăn thảo dược này thì hạ sốt rất là nhanh mà lại còn an toàn nữa. Việc hạ sốt cho bé thì cũng dễ dàng hơn rất là nhiều. Mình không cần phải vật vã với những cái cách làm cũ. Đôi khi là mẹ vừa mệt mà con lại còn lâu hạ sốt nữa. Mẹ hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng sản phẩm khăn hạ sốt Dr. Papi vì sản phẩm đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành trên toàn quốc, đạt tiêu chuẩn sản xuất ISO. Và đây là cái sản phẩm đầu tiên và duy nhất trên thị trường được đăng ký sáng chế tại Cục Sở hữu Trí tuệ. Đặc biệt hơn, sản phẩm này hạ sốt tốt, nhiều mẹ tin dùng, nhà thuốc chúng tôi bán chạy cái sản phẩm này lắm. Nếu các mẹ đang cần một giải pháp để hạ sốt tốt nhất có thể cho con ấy thì hãy sử dụng sản phẩm của Dr. Papi này nhé. Bởi vì là mình dùng rồi và mình thấy nó hạ sốt rất là nhanh và còn an toàn nữa. Mình thực sự rất hài lòng với cái sản phẩm này. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.